Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư bà viện chủ chùa Thiên Hòa, kính thưa sư cô trụ trì cùng chư tôn đức ni hiện diện, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 21 tháng Giêng năm Bính Thân, quý Phật tử về chùa Thiên Hòa tham dự tu Bát Quan Trai. Nhân dịp đầu năm mới Bính Thân, thầy xin kính chúc đến toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Trước hết thầy xin tán thán tinh thần tu học của toàn thể quý Phật tử. Thay vì ngày hôm nay quý vị đi hành hương, đi các chùa để cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu may mắn, thế nhưng quý vị lại biết đến chùa để tu tập. Và việc làm của quý vị đã thể hiện đúng tinh thần của người con Phật. Như chúng ta biết, ngôi chùa là nơi chư tăng ni tu học. Ngôi chùa là nơi để cho Phật tử về thính pháp, về tu tập. Thời Đức Phật còn tại thế, ngôi chùa được xem như là trường học. Đức Phật là thầy giáo, chư tăng ni và Phật tử chúng ta là học trò. Khi quý vị đi đến chùa, ngày xưa thì gọi là tinh xá, chúng ta gặp Đức Phật, được nghe Ngài nói pháp, và nếu có điều gì thắc mắc trong đời sống tu học của mình, chúng ta hỏi Đức Phật, Ngài giải đáp và hướng dẫn cho chúng ta những phương pháp để có thể hóa giải nỗi khổ niềm đau. Sau khi Đức Phật nhập diệt, các tăng ni thờ Đức Phật và nhìn Đức Phật để làm cái gương cho mình tu học. Rồi dần dần chúng ta lại có niềm tin với Đức Phật như là một vị thần. Có nghĩa là lúc Đức Phật còn tại thế thì Ngài là một vị thầy hướng đạo, chỉ dẫn cho chúng ta những phương pháp tu hành để mình có được an lạc hạnh phúc, có thể hóa giải được những nỗi khổ niềm đau. Bây giờ chúng ta lại xem Đức Phật như là một vị thần ban cho mình phước, ban cho mình tài, ban cho mình lộc, ban cho mình nhiều thứ may mắn. Đó là cái tín ngưỡng, đó là niềm tin của tất cả chúng ta. Điều này chúng ta có quyền, bởi vì chúng ta chưa hiểu thì chúng ta có quyền tin Đức Phật là một vị thần. Nhưng đối với người Phật tử chân chính
có học giáo lý, có nghe pháp, thì chúng ta phải có cái suy nghĩ khác và thấy được Đức Phật là một vị thầy chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Và chúng ta đi đến chùa là để tu học. Tu có nghĩa là sửa, là thay đổi, là làm mới. Học là để cho hiểu biết của mình mỗi ngày một sáng ra. Chúng ta đi chùa dần dần hiểu biết của mình được thay đổi. Tâm trí của mình mỗi ngày một sáng thêm. Và cuộc sống của mình mỗi ngày một tốt hơn. Và tất cả điều đó là do chính suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta được thay đổi. Bởi vì nếu chúng ta đi chùa mà ý nghĩ, lời nói, hành động của mình không thay đổi, không tiến bộ, đó là chúng ta đang đi lệch hướng của một người Phật tử. Chúng ta không thể theo tín ngưỡng của dân gian, bởi vì người ta chưa hiểu được Phật pháp. Có thể họ đến chùa, họ cầu cái này, xin cái kia, mong cái nọ, và họ nghĩ rằng Đức Phật sẽ ban cho họ những điều đó. Còn chúng ta suy nghĩ tích cực hơn là tất cả mọi thứ tốt đẹp của bản thân mình, của cuộc đời mình là do chính mình. Phật không làm thay đổi gì được chúng ta nếu chúng ta không tiếp nhận những lời dạy của Ngài để mình có thể thay đổi ý nghĩ, lời nói, hành động của mình mỗi ngày một tốt đẹp. Nếu Đức Phật có thể cho chúng ta được thì Ngài không mất công dạy cho chúng ta những phương pháp để tu, để hóa giải, để đem lại an lạc hạnh phúc. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Không ai có thể làm cho mình trong sạch hay ô nhiễm. Trong kinh Tương Ưng Bộ 1, Đức Phật có dạy cho vua Ba Tư Nặc. Ngài nói ở trên cuộc đời này có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là từ bóng tối hướng đến bóng tối. Hạng người thứ hai là từ bóng tối hướng đến ánh sáng. Hạng người thứ ba là từ ánh sáng hướng đến bóng tối. Hạng người thứ tư là từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Thế nào là người từ bóng tối hướng đến bóng tối? Đó là những người khi sinh ra trên cuộc đời này trong gia đình nghèo khổ khó khăn và thân tướng của họ không được xinh đẹp. Cuộc sống của họ gian nan, vất vả, khổ sở, thiếu thốn đủ thứ. Trong cuộc sống của họ lại tạo rất nhiều ác nghiệp, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cuộc đời của họ càng thêm khổ. Sau khi từ giã cõi đời này, họ đọa vào địa ngục
ngạ quỷ súc sinh. Ví như người từ hắc ám đến hắc ám, từ tâm tối đến tâm tối, từ máu đến máu, đó là hạng người từ bóng tối hướng đến bóng tối. Hạng người thứ hai là từ bóng tối hướng đến ánh sáng, đó là những người khi sinh ra trong gia đình nghèo khổ khó khăn, thân tướng không được xinh đẹp, thế nhưng những người này họ biết làm lành, lánh dữ, tu nhân tích đức, hiện đời họ cũng được an lạc, và sau khi từ giã cõi đời này họ được sinh về cõi trời. Đức Phật dạy những người này từ ở dưới đất leo lên kiệu, từ kiệu lên lưng ngựa, từ ngựa lên thân voi, từ voi lên trên nhà lầu, đó là hạng người từ bóng tối hướng đến ánh sáng. Hạng người thứ ba là từ ánh sáng hướng đến bóng tối, đó là những người khi sinh ra trong gia đình giàu có, hạnh phúc, sung sướng, với thân tướng cũng được trang nghiêm xinh đẹp, thế nhưng những người này thân thì sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu thì nói dối, nói đâm thọc, nói lời ác, nói lời ô uế, ý thì tham sân si, do tạo những nghiệp ác này sau khi từ giã cõi đời đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đức Phật dạy những người này từ ở trên nhà lầu bước xuống thân voi, từ thân voi bước xuống lưng ngựa, từ lưng ngựa bước xuống kiệu, từ kiệu bước xuống đất, từ đất xuống địa ngục, đó là những người từ ánh sáng hướng đến bóng tối. Hạng người thứ tư là từ ánh sáng hướng đến ánh sáng, đó là những người khi sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ, ấm no, hạnh phúc, có được thân tướng trang nghiêm xinh đẹp, và họ lại biết tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ, bố thí cúng dường, hiện đời họ được an vui, đời sau họ sinh về cõi trời. Đức Phật dạy những người này từ kiệu bước qua kiệu, từ lưng ngựa bước qua ngựa, từ thân voi bước qua voi, từ nhà lầu bước qua nhà lầu, đó là những người từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Đây là bốn hạng người ở trên cuộc đời này. Chúng ta thử suy nghĩ xem coi trong bốn hạng người này mình ở hạng người nào. Nếu chúng ta hạng người thứ nhất, từ bóng tối hướng đến bóng tối, hoặc là hạng người thứ ba, từ ánh sáng hướng đến bóng tối, đây là những người bất hạnh, đang đi vào con đường tội lỗi, đau khổ, sa đọa, trầm luân, ác đạo. Còn hạng người thứ hai là từ
bóng tối hướng đến ánh sáng. Hạng người thứ tư là từ ánh sáng hướng đến ánh sáng. Nếu chúng ta là hạng người thứ hai thì đó là điều tốt, mà được hạng người thứ tư thì đây là phước báo. Như vậy, qua bài kinh này chúng ta thấy rất rõ là siêu hay đọa, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình. Không có ai can thiệp vào hạnh phúc hay đau khổ cuộc đời của mình cả. Nếu mình biết làm lành, lánh dữ, tu nhân, tích đức thì đó là chúng ta đang hướng đến ánh sáng. Còn chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tham sân si là đang hướng đến bóng tối. Vậy thì hướng đến ánh sáng hay bóng tối là do mình. Mình muốn hướng đến ánh sáng hay hướng đến bóng tối, đó là mình quyết định. Không ai bắt mình hướng đến bóng tối cả. Cũng không ai bắt mình hướng đến ánh sáng cả. Do hiểu biết, do nhận thức của mình và do mình hướng cuộc đời của mình đến ánh sáng hay bóng tối. Thầy tin chắc rằng đã là người Phật tử, không ai muốn hướng cuộc đời của mình đến bóng tối. Bóng tối là đau khổ, là ác đạo. Còn ánh sáng là tốt đẹp, là hạnh phúc, là những cảnh giới an vui. Tất cả chúng ta sinh ra trên cuộc đời này, ai cũng muốn mình được tốt đẹp, ai cũng muốn mình được hạnh phúc, ai cũng muốn mình được sung sướng. Như vậy thì chúng ta phải biết được cái nhân để tạo ra an vui, hạnh phúc. Bây giờ mình trồng ớt mà đòi ăn ngọt thì cái điều đó không thể có. Mình trồng chanh mà đòi ăn ngọt thì cũng không thể được. Chanh thì nó phải chua, ớt thì nó phải cay. Chúng ta gieo hạt giống nào thì mình gặt cái quả đó. Vậy quý vị, mỗi đầu năm thường chúng ta đi đến chùa để cầu cho gia đạo luôn luôn được an vui hạnh phúc, cầu làm ăn phát đạt, nói chung là cầu đủ thứ hết á. Nghĩa là chúng ta mong cái gì nó tốt đẹp đến với mình, đến với gia đình mình thì đây là điều chính đáng. Thế nhưng cầu phước không có phước, làm phước mới được phước. Cầu chỉ là những mong muốn, hy vọng. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình đi chùa cầu tài, cầu lộc để Đức Phật ban cho mình những thứ đó. Đức Phật dạy chúng ta những điều gì? Đức Phật dạy mình phải làm những điều tốt đẹp. Bây giờ chúng ta muốn được an thì quý vị phải giữ cái gì? Phải giữ giới. Hôm nay quý vị giữ được 8 giới này mà không sai phạm là quý vị sẽ có an lạc. Còn bây giờ quý vị mà đi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu mà muốn mình an thì có an được không?
Quý vị cứ suy nghĩ đi, ăn được không? Không thể ăn được. Giờ mình đi ăn cắp của người ta, đi về chùa mình xin Phật ban cho mình được ăn, hay là xin Phật để Phật che chở cho mình, công an nó khỏi có hỏi thăm mình, được không? Không. Khi chúng ta làm một điều gì sai trái rồi thì mình không có an nổi, tâm của mình lúc nào cũng lo cũng sợ, thì làm sao mà an? Bây giờ muốn an thì sao? Giữ giới đi. Mình đừng có làm điều ác mà mình an mà. Còn mình làm ác muốn an thì không thể an được. Phật cũng không che chở mình được, Phật cũng không giúp mình được. Bây giờ quý vị đi ra cướp của giết người thì Đức Phật có che cho mình được không? Quý vị đi vào chùa xin Phật che chở cho mình, bảo vệ cho mình, giúp cho mình được bình an, được khỏi tai, khỏi nạn, khỏi bị tù, khỏi bị bắt, được không? Không được. Điều đó rõ ràng thôi. Chúng ta muốn an là mình phải giữ giới. Ngày hôm nay quý vị giữ 8 giới một cách trong sạch thì tự nhiên quý vị thấy thân thể của mình, cái tâm của mình nó an lắm. Bởi vì mình không làm cái điều gì sai, không làm cái điều gì phạm vào giới, phạm vào luật, phạm vào tội lỗi thì mình an thôi. Đức Phật dạy một cái bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ rất là hay. Ngài nói buổi sáng chúng ta có ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, ta có buổi sáng vui. Buổi trưa ta có ý nghĩ tốt, lời nói tốt, việc làm tốt, ta có một buổi trưa vui. Buổi chiều ta có ý nghĩ tốt, lời nói tốt và việc làm tốt, ta có buổi chiều vui. Như vậy một ngày mà chúng ta lúc nào cũng có ý nghĩ tốt, lời nói tốt và hành động tốt thì chúng ta có cả ngày vui. Một tuần cũng như thế, một tháng cũng như vậy, một năm chúng ta lúc nào cũng nghĩ điều tốt, nói lời tốt, hành động tốt thì chúng ta có một năm vui. Mà nếu cả đời như vậy thì chúng ta có một đời đời vui. Bài kinh này thầy thấy hay quá và nó thiết thực. Còn chúng ta mà đi chùa cầu xin đủ thứ hết, mà đi ra ngoài đụng đâu đó là chúng ta vướng mắc đó, đụng đâu chúng ta phiền não đó, đụng đâu chúng ta phạm giới đó thì không thể an được. Không thể an được. Cho nên chúng ta muốn an thì quý vị cố gắng giữ giới, giữ những điều Đức Phật đã dạy thì tự nhiên chúng ta có an. Đôi khi á, mình chưa có hiểu được nhân quả, chưa hiểu được Phật Pháp, thì mình suy nghĩ rằng là có cái ông sao nào đó chiếu xuống mình và mình gặp những điều không được tốt đẹp, thế là mình đi cũng sao. Nhưng mà sao đó là cái gì? Sao đó có phải là ông thần không? Theo quý vị sao có phải là ông thần không? Quý vị ở đây chắc học hết rồi, ngôi sao nó chỉ là một cái khối vật chất thôi, cũng như mặt trời mặt trăng vậy thôi, chứ đâu có ông thần nào ở đó mà ông chiếu gì thì được tới mình. Thế mà rồi mình cũng tin là có ông sao này ông sao kia chiếu cho mình, rồi năm nay mình bị sao này sao nọ, đi cúng sao giải hạn. Không có cái chuyện ông sao nào chiếu mình đâu. Nếu quý vị là người Phật tử chân chính rồi, chúng ta đừng có nên tin những cái thứ đó. Mình tin những cái thứ đó là mê tín, hiểu không? Tin mà chúng ta không hiểu được. Mình tin cái gì?
phải cho nó rõ ràng. Khi chúng ta đã bị nghiệp quả gì rồi thì mình phải tự hóa giải, chứ không phải là mình đi cầu, đi xin có vị thần nào đó để giúp mình hóa giải. Sao không phải là ông thần thì không có làm cho mình bị tai nạn. Đôi khi á, chúng ta có một sự lo lắng ở trong cuộc sống của mình, rồi chúng ta cứ đi xem ông thầy này, xem ông thầy kia, rồi xem năm nay sao gì, rồi năm nay cái tuổi của mình gặp may hay là không may. Quý vị càng đi thì quý vị càng lo. Còn mình không đi thì mình không có lo. Tại sao như vậy? Thí dụ bây giờ mình đi đến một ông thầy nào đó nói năm nay bà bị sao quả tạ, xui lắm, khổ lắm, đi ra đường phải gặp tai nạn hay là bệnh hoạn gì, thì lúc đó quý vị về có yên tâm không? Yên không? Tự nhiên lo, đúng không? Tự nhiên cái mình rước cái lo vô cho mình. Còn nếu quý vị không có đi coi thì quý vị có lo không? Không lo, kệ nó, tới đâu hay tới đó. Còn khi mình biết thì tự nhiên mình lo. Bây giờ thầy lấy một thí dụ. Mình đi ra ngoài đường thì tới cái lúc mà cái tai, cái họa của mình nó đến đó, thì xe nó tông mình cái, có thể là bị thương tật và cũng có thể chết, đúng không? Thì điều này chúng ta hoàn toàn không biết cái gì hết, và chúng ta không lo, không sợ gì hết. Tự nhiên nó đụng mình cái rầm cái rồi, một là bị thương, hai là đem vô nhà xác. Thế nhưng nếu mà quý vị biết rằng là ngày hôm nay á, sẽ gặp tai nạn thì quý vị có lo không? Lo lắm chứ, đúng không? Tự nhiên mình sợ lắm, lúc nào cũng sợ. Nhưng mà sợ thì có tránh được không? Cũng không tránh được. Cho nên á, thà chúng ta để tự nhiên, để tự nhiên. Bây giờ mình đi ra ngoài đường, ai bắn mình cái đùng cái chết, mình không biết gì hết. Nhưng mà có người nào đó nói rằng lát nữa có ông kia ông bắn mày chết á, mình sợ không? Sợ, lo lắm. Cái đó là chúng ta tự rước cái lo về mình. Cho nên mình là người học Phật thì tin gì? Nhân quả nghiệp báo, có nhân thì có quả. Chúng ta đừng có bao giờ đi đến thầy bói, đừng có bao giờ đi xem sao. Thầy khuyên các vị là Phật tử chân chính đừng coi cái đó. Coi để làm gì? Cái gì nó tới là nó tới. Bây giờ quý vị coi, nếu mà tốt quá thì mừng, đúng không? À, mừng lắm. Nhưng mà xấu thì sao? Buồn, lại lo, lại sợ. Người ta nói cái câu là tay cầm tiền quý bo bo, đem cho thầy bói mà rước lo về mình. Tự nhiên đem tiền đến cho ông thầy bói rước cái lo về mình. Chúng ta là người học Phật thì mình hiểu và tin nhân quả nghiệp báo. Cái gì nó đến là nó đến, mà cái nó đến đó là do cái nhân và quả của mình. Mình cũng không tránh được đâu. Như vậy thì tốt nhất là mình cứ để nó tự nhiên thôi. Còn nếu chúng ta càng biết những thứ đó thì chúng ta càng lo, càng sợ, càng khổ, càng không an. Nếu mà mình bỏ ra 5-30 mình đi cúng sao để giải hạn, thì ai là cái người giải hạn cho mình? Ai? Quý vị cũng chẳng biết ai giải hạn nữa. Đâu có ai giải được cho mình đâu. Chính mình. Mình là người tạo nhân thì mình phải chịu cái quả.
chứ không ai mà can thiệp nhân quả của mình. Điều quan trọng của người Phật tử là chúng ta luôn luôn làm những điều tốt, nói lời tốt và nghĩ tốt, để mình tạo những cái nhân, cái nhân đó để trong tương lai chúng ta có cái quả tốt. Vậy thì hôm nay quý vị đi đến chùa tu là chúng ta đang giúp cho cái hiểu biết của mình nó đúng đắn. Khi cái hiểu biết của quý vị đúng đắn rồi, chúng ta mới có được cái lời nói đúng và hành động đúng. Bởi vì chúng ta nói ra lời gì cũng từ cái ý nghĩ của mình. Chúng ta có làm một điều gì cũng từ cái ý nghĩ của mình. Nếu quý vị có cái ý nghĩ đúng, ý nghĩ tốt thì sẽ có lời nói đúng, lời nói tốt. Quý vị có ý nghĩ đúng, ý nghĩ tốt thì sẽ có hành động đúng và hành động tốt. Chúng ta đến chùa là để học Phật Pháp. Học Phật Pháp là chúng ta hiểu rõ được sự thật của cuộc đời này. Đạo Phật luôn luôn nói về cái sự thật của cuộc đời này. Giáo lý Đạo Phật được xem như là một chân lý. Chân lý đó là sự thật. Chúng ta phải nhìn rõ tất cả con người cũng như sự vật ở trên cuộc đời này là vô ngã, là vô thường, là duyên sinh, là không thật. Mình nhìn rõ được cái điều đó thì chúng ta mới không bị mê lầm, và chúng ta mới không có lời nói và hành động dẫn đến đau khổ cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Bởi chúng ta nhìn sự vật, nhìn con người không đúng, cho nên mình mới có lời nói và hành động sai. Ngày hôm nay chúng ta nhìn sự vật, nhìn con người một cách rõ ràng. Rõ ràng ở chỗ nào? Ở chỗ rằng con người của mình là vô ngã. Vô ngã là sao? Là không có cái gì là ta, là của ta. Thân mình là gì? Là đất, là nước, là gió, là lửa. Hay người ta nói gọn là thân của mình là cát bụi. Mà cát bụi thì cũng sẽ trở về với cát bụi. Thân của mình là gì? Là duyên sinh, là do nhiều yếu tố hợp lại mà thành. Nếu bỏ những yếu tố đó ra thì không có con người. Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây, đó là cái chùa được xây bằng xi măng, bằng gạch, bằng cát, bằng đá, bằng sắt mới có được ngôi chùa như thế này. Bây giờ nếu chúng ta đập nó ra, đá bỏ một nơi, gạch bỏ một nơi, xi măng bỏ một nơi, cát bỏ một nơi, sắt bỏ một nơi thì còn có chùa nữa không? Không có cái chùa. Không có cái chùa nữa. Như vậy thì cái thân của mình nó chỉ là một tổ hợp của ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có cái gì là ta. Mà đã thân mình không phải thì những cái gì ở bên ngoài mình
cũng chẳng phải là của mình. Thân mình còn không thật thì ở ngoài cái gì là thật? Đây là con ta, đây là tài sản ta. Kẻ phàm phu thường nghĩ như thế, nhưng chính ta còn không có, huống chi là con ta hay tài sản ta. Bản thân mình cũng không thật nữa. Con của mình, tài sản của mình, chồng, vợ cũng không phải là của mình, chẳng qua đều là tạm bợ. Khi chúng ta có cái suy nghĩ đúng rồi thì mình không còn cái sự mê lầm, không còn chấp trước, không còn đau khổ. Còn không thì chúng ta cứ nghĩ rằng thân này là của mình, tài sản này là của mình, vợ của mình, chồng của mình, con của mình, cái gì cũng mình hết, nhưng mà rốt cuộc thì chẳng có cái gì của mình. Từ cái chấp ta và của ta cho nên mình mới tạo ra biết bao nhiêu nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì phải đi luân hồi trong lục đạo. Vậy thì quý vị về đây tu tập là để cho hiểu biết của mình mỗi ngày một rộng, một đúng. Có hiểu biết đúng rồi thì quý vị từ từ chúng ta sẽ có được những lời nói đúng và việc làm đúng. Thế nhưng xin thưa với quý vị, hiểu đúng nhưng mà nói đúng làm đúng lại rất khó, chứ không dễ. Mình biết cuộc đời này là giả, đúng không? Thân mình cũng giả, nhưng mà nhìn thấy cô nào đẹp là cũng mê rồi. Đó là sự thật, ai cũng biết hết á, nhưng mà nhìn cái là cũng mê à. Đó là gì? Đó là cái hiểu của mình đúng, nhưng mà lời nói, hành động của mình không kiểm soát được. Do vậy mình còn phải tu nhiều. Mình phải tập dần. Và cái suy nghĩ của mình mỗi ngày cần phải được bồi dưỡng những cái kiến thức về Phật học. Cần phải được nghe được các thầy, các vị tu hành đạo cao đức trọng nhắc nhở thường xuyên, để giúp mình có được một cái niềm tin vững chắc và có được một sức mạnh để mình thay đổi những lời nói, những hành động của mình. Chứ không phải dễ đâu quý vị. Thí dụ như mấy thầy khi đi xuất gia, phải không ạ? Cũng biết đời là vô thường, là khổ, là không, là giả tạo, hướng đến con đường giải thoát. Như thế nhiều thầy cũng tới chừng mê quá cũng bỏ ra đời lấy vợ. Có không? Thì mấy thầy đó có hiểu không? Hiểu lắm chứ. Trời, hiểu rành lắm, hiểu rõ lắm. Thế nhưng mà không làm chủ được, cũng vẫn rơi rớt như thường. Thì quý Phật tử cũng vậy. Bây giờ mình biết cái điều này sai, mình biết là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là đem đến cái kết quả có thể phạm tội, có thể sa đọa, có thể đau khổ. Thế nhưng mà đôi lúc chúng ta không làm chủ được, không làm chủ được. Giờ mình giữ giới uống rượu, hay ra bạn bè rủ hơi, mày bạn bè nhau lâu lâu mời ly không uống, bạn bè gì kỳ vậy, nói hơi thôi uống đó. Chúng ta biết rằng là không nên uống, nhưng mà rồi chúng ta cũng bị lôi kéo, mình không làm chủ được. Cho nên cái suy nghĩ đúng đó là điều cần. Thế nhưng để đạt được lời nói và hành động đúng, đòi hỏi chúng ta phải có cái quá trình rất lâu dài để tu tập, để chuyển đổi, chứ không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được đâu.
Cho nên tại sao chúng ta phải nghe Pháp? Tại sao chúng ta phải đọc kinh? Tại sao chúng ta phải đến chùa tu tập? Là vì mỗi một lần như vậy giúp cho mình có được cái niềm tin vững và có cái sức mạnh để mình có thể chuyển đổi, có thể chiến thắng những cái thói hư tật xấu của chính mình. Chứ không đơn giản đâu quý vị. Đôi khi bản thân thầy này tu 40 mấy năm rồi, nhưng mà có những lúc thầy ngồi suy nghĩ cái tham, cái sân, cái si của mình sao nó cứ vẫn còn. Mà mình biết tham, sân, si đó là điều xấu, điều không nên, và nó sẽ tạo ra cái nghiệp. Thế nhưng mà mình đụng cái mình cũng bị tham, đụng cái mình cũng bị sân, đụng cái mình cũng bị si. Chứ đâu phải mình không hiểu đâu, hiểu dữ lắm. Hiểu rõ là cái tai hại của nó như thế nào, nhưng mà đối cảnh thì lại sanh tình. Nếu mà chúng ta tu tập 6 căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, mà tiếp xúc với 6 trần sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp, mình làm chủ được nó thì mình có an lạc, có hạnh phúc. Còn mình không làm chủ được nó thì mình khổ. Thật ra chúng ta tu là tu 6 cái căn đó đó. Mắt thấy sắc mà đừng có mê thì đó là chúng ta chiến thắng. Nhưng mà thấy khó hay là dễ? Khó phải không? Thấy đẹp là thích rồi, thấy đẹp là mê. Tai nghe người ta nói cái gì đó ngọt ngào cái thôi, lát nó bỏ tiền ra mất lúc nào không hay. Nói chung mình bị 6 giặc trần đó tấn công, mình không làm chủ được. Mà khi chúng ta không làm chủ được thì chúng ta khổ. Làm chủ được 6 cái căn này thì chúng ta có được an lạc, có được hạnh phúc. Còn mình không làm chủ được nó, để nó làm chủ mình thì mình khổ. Thế nhưng làm chủ được 6 căn là một vấn đề chúng ta phải tu nhiều lắm, không đơn giản. Cho nên sự thật xin thưa với quý vị đi chùa có cầu cái gì thì cầu, có xin cái gì thì cứ xin. Nhưng mà điều quan trọng là tự mình phải nỗ lực tu tập để thay đổi nghiệp nhân của mình, chúng ta mới có an lạc hạnh phúc. Còn bây giờ mình đi chùa nhiều mà mình không có ý thức được và không có thay đổi được cái thân khẩu ý của mình thì chúng ta còn khổ dài dài. Chúng ta tu ai mà dứt trừ được chỉ có 3 cái thứ thôi là mình có thể ngồi lên tòa sen. Đó là gì? Tham, sân, si. Có 3 thứ này thôi. Ai mà chiến thắng được nó, ai mà làm chủ được nó thì người đó sẽ ngồi trên tòa sen. Còn không thì chúng ta còn khổ dài dài. Cho nên thầy luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ đến cái việc tu của mình và thấy rằng cái tham sân si này rất là khó. Rất là khó. Bởi vì đó là cái căn bản phiền não từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Không phải một lúc mà chúng ta có thể đoạn trừ được nó. Ở đây quý vị cứ ngồi suy nghĩ nha. Rồi về quý vị cứ tiếp tục suy nghĩ. Không cần suy nghĩ cái gì nhiều. Chỉ xem trong 3 cái thứ này, tham, sân và si, coi mình nhiều hay là ít. Khi quý vị thấy rằng 3 cái này nó giảm đi thì cái việc tu của chúng ta nó có tiến bộ. Còn 3 cái này mà nó không giảm, nó tăng nữa thì đi chùa cho vui thôi.
Chứ đi chùa về mà tham sân si nó lại càng tăng lên thì cái đó là không phải là tu rồi đó. Chúng ta đi sai rồi, hoàn toàn sai. Tu như thế nào mà bắt đầu từ từ cái tham của mình nó bớt đi, cái sân của mình nó bớt đi, cái si của mình nó bớt đi. Quý vị chỉ lấy cái chuẩn này là sẽ biết được mình có tiến bộ hay không. Thầy vẫn thường quán xét và thầy thấy rằng mình vẫn còn những cái sai lầm bởi cái tham sân si này. Thế nhưng mà nếu mình tu giỏi đó, khi cái tham nó khởi lên, khi cái sân nó khởi lên, khi cái si nó khởi lên, mình sẽ biết được. Tuy rằng mình chưa làm chủ nó được, nhưng mình biết được, mình nhận ra và mình cố gắng hứa với lòng sẽ thay đổi, hứa với lòng sẽ cố gắng lần sau mình gặp trường hợp này mình sẽ không có sân hay là không có tham, không có si. Chứ còn dứt hoàn toàn thì chưa thể. Có thể mình không có sân nhiều nhưng mà mình cũng có sân ít. Trước đây mình chưa hiểu, chưa tu, đụng chuyện thì chúng ta sân lên, mặt đỏ tía tai, hoặc là mình chửi, hoặc là mình đánh. Nhưng mà ngày hôm nay mình có tu rồi đó, khi gặp điều trái ý nghịch lòng, chúng ta có sân không? Sân liền, đúng không? Nhưng mà cái sân này bắt đầu nó bớt rồi, có nghĩa là mình cũng tức nhưng mà dằn ở trong bụng. Đó là chúng ta tiến bộ. Tiến bộ nhiều lắm rồi đó. Chứ nói rằng tôi không có sân là cái điều đó chưa đâu. Không sân nhiều thì cũng sân, sân ít. Không nói ra miệng thì nhưng mà cũng để trong bụng á, cũng tức lắm. Nhưng mà thôi, tức như vậy cũng tốt hơn là mình chửi, mình đánh. Đó là có tiến bộ. Quý vị tu dần dần cái mình thấy điều mà mình giận, mình tức đó, nó cũng không có lợi gì. Bắt đầu mình sẽ bớt được. Cứ mỗi một ngày chúng ta hiểu ra, chúng ta cố gắng, rồi mình bớt đi. Chứ nói rằng là tu một lúc để hết tham sân si thì khó lắm. Thầy nói ở đây mà ai mà hết tham sân si rồi thì người đó được ngồi tòa sen đó, là Phật rồi. Còn chúng ta là người, đúng không? Là người, là phàm phu. Và là người là phàm phu thế nào cũng còn tham sân si à. Chừng nào mình hết tham sân si thì đó là Phật, là Thánh. Như vậy, chúng ta đến chùa để học Phật Pháp, để hiểu Phật Pháp và để thực hành lời Phật dạy. Mà những điều đó đem lại cho chúng ta an lạc hạnh phúc bằng cách là mình phải thay đổi từ từ ý của mình, lời nói của mình, hành động của mình. Thay đổi chừng nào mà mình cảm thấy rằng ý nghĩ của mình tốt, lời nói tốt, hành động tốt, đó là chúng ta đang tiến bộ, đang đi đến con đường giải thoát. Còn bây giờ quý vị tụng kinh cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, đi chùa cho nhiều, đó là điều tốt chứ không phải là tu. Nhớ nha. Đó chỉ là mình tạo cái duyên để tu thôi chứ không phải là tu. Tu là gì? Là sửa mà. Tu là làm sao cho mình mỗi ngày một tốt đẹp, thanh tịnh. Thì đó mới là tu. Và chúng ta là người Phật tử thì phải như thế. Quý vị nên nhớ, mình là Phật tử làm sao mỗi ngày á, lời nói của mình, việc làm của mình tốt, ý nghĩ của mình tốt. Chứ còn mà là Phật tử mà nói ra cái lời gì người ta nghe không nổi rồi, nói ra cái lời gì cái là người ta chạy xa cả 3-4 thước rồi. Thì như vậy rõ ràng rằng là chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái ái ngữ. Thấy chưa?
thiếu ái ngữ, có nghĩa là mình nói ra cái là người ta nghe không lọt tai rồi. Tu sao khi mình nói ra ai người ta cũng thích nghe, ai người ta cũng quý mến, ai người ta cũng gần gũi. Khi chúng ta làm một điều gì đó đem lại cho họ và cho mình những cái điều lợi ích tốt đẹp, có thể quý vị đi từ thiện, có thể quý vị sẽ cho người ta món gì đó, tiền hay là quà. Thế nhưng cái gương mặt của mình không có được vui, hành động của mình không có ân cần, không có thể hiện cái sự tôn trọng người khác. Tôi bố thí cho mày nè, cũng là cho, nhưng mà cái cách cho nó khác. Cách cho khi mình thể hiện mình cho người đó với tâm quý mến, thương yêu giúp đỡ họ, khác cầm cái người ta cho mày nè, hai cái nó khác. Người ta nói là cách cho hơn là của cho. Mình cho như thế nào để khi người nhận người ta cảm thấy rất là hoan hỷ, khác với cho mà gọi là dằn mặt người ta, hoặc là gây, hoặc là nói những cái lời nặng. Thì cái đó cũng là cho, nhưng mà cho như thế này rõ ràng là chúng ta thiếu tu. Trên cuộc đời này xin thưa với quý vị, mình đừng nghĩ rằng mình có tiền mình cho người ta rồi mình muốn nói gì nói, mình coi thường người ta thì không nên. Bởi nếu là người hiểu được Phật Pháp, khi mình giúp đỡ người ta đó, trong lòng của mình cần phải cảm ơn người ta. Tại sao như vậy? Vì người ta đang giúp mình thể hiện được cái gì? Cái phước báo, cái lòng từ. Đó là sự thật quý vị. Bây giờ không có người khổ, không có người đói, thì quý vị có tiền, quý vị có làm được phước không? Không. Bây giờ người ta giàu quá rồi, quý vị có cho người ta cái gì được không? Có bố thí cái gì được không? Đem đến cho người ta không chừng người ta còn chửi mình nữa. Tôi như vậy bà đem đồ đến bà cho tôi à? Như vậy thì cái người nghèo khổ đó là những cái nhân tố để giúp cho mình phát khởi lòng từ, giúp cho mình tạo cái phước. Không có những người đó thì mình đâu có cơ hội để mình làm được những cái chuyện phước báo đâu. Cho nên mình phải cảm ơn họ, chứ mình đừng có nghĩ rằng có tiền cho rồi bố thí, mình muốn nói gì nói, mình muốn hành động đối xử với người ta không tốt. Đó là người học Phật, đó là người có hiểu biết về Phật Pháp. Khi chúng ta nói, chúng ta làm như thế nào để những người xung quanh của mình thấy được mình là người có tu. Cái người có tu khác với người không tu. Khác ở chỗ nào? Khác ở cái lời nói của họ, khác ở việc làm của họ. Người có tu thì lời nói phải khác, việc làm phải khác, ý nghĩ phải khác. Khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ rằng ý nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt. Và việc tu của mình thì quý vị cứ căn cứ tham, sân và si. Về mỗi ngày quý vị nên kiểm điểm lại, soi xét lại tham, sân, si của mình nó có giảm bớt được hay không. Nếu giảm bớt, đó là điều tốt, đó là điều phúc, và đó là chúng ta đang hướng đến ánh sáng. Còn ngược lại, nếu quý vị thấy rằng tham, sân, si của mình mỗi ngày một tăng trưởng, thì đó là đang hướng đến bóng tối. Mà hướng đến bóng tối thì sao? Thì đau khổ. Mà hướng đến ánh sáng thì hạnh phúc.
an vui. Bây giờ chúng ta là người Phật tử, luôn luôn mong muốn cuộc đời của mình có được an lạc, có được hạnh phúc, có được những điều tốt đẹp, thì mình cần phải nỗ lực để tu tập ba nghiệp thân, khẩu và ý của mình. Làm thế nào đó cho ba nghiệp này mỗi ngày được thanh tịnh, được tốt đẹp. Như vậy là chúng ta đang tu đúng và đang hướng đến ánh sáng. Thì hôm nay thì thầy trước nhất là về đây để thăm sư bà viện chủ, thăm sư cô trụ trì cũng như là chư ni tại bổn tự, đồng thời cũng được nhân duyên trao đổi Phật pháp với toàn thể quý Phật tử nhân ngày tu Bát Quan Trai đầu năm. Thầy hy vọng rằng trong buổi nói chuyện hôm nay quý vị sẽ hiểu được, và chúng ta sẽ cố gắng mỗi người mình phải hướng đến ánh sáng. Mà hướng đến ánh sáng là làm sao cho ba nghiệp của mình mỗi ngày được trong sạch, nhất là tham sân si của mình mỗi ngày một giảm bớt. Còn ngược lại, nếu tham sân si của mình tăng, ba nghiệp của mình không thanh tịnh, đó là chúng ta đang hướng đến bóng tối. Mà hướng đến bóng tối đồng nghĩa với hướng đến đau khổ, sa đọa, ác đạo. Mà hướng đến ánh sáng là đồng nghĩa với chúng ta đang hướng đến an lạc, hạnh phúc và hướng đến những cảnh giới tốt đẹp trong tương lai. Vậy thì hướng đến bóng tối hay là hướng đến ánh sáng đều do chính chúng ta quyết định. Mình làm, mình chịu. Tất cả những điều tốt đẹp, hạnh phúc ở trên cuộc đời này đều do chính bản thân mình tạo ra, chứ không ai cho mình hạnh phúc, an lạc, cũng như không ai bắt mình phải đau khổ. Như vậy, người Phật tử nắm rõ điều này rồi thì chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập. Ngày hôm nay quý vị về đây tu tập Bát Quan Trai Giới, đó là cái nhân để chúng ta tạo được những cái quả tốt đẹp, và đây cũng là con đường chúng ta đang hướng đến ánh sáng. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, tinh tấn trên con đường tu học Phật pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.